tại sao bạn không phải là Kimi. chào lâu rồi không gặp u wow, lâu rồi không gặp bạn đã trở nên xinh đẹp bạn hơn. đã trở nên gầy hơn bạn chưa chuyển đến số 9 à trở lại Ken. có gì Ken? tá em không bày chùa số 80. tôi cũng vậy u wow, thật tình cờ là lần này chúng bạn tôi lại có, có một bạn số mẹ. tiếng ồn rất định mệnh bạn đã ăn thịt chúng tôi chưa bạn có rủ chúng tôi đi ăn cùng nhau thôi không? chúng ta đi dạo nhé bạn có nhớ huấn luyện viên bờ lợi lúc trước vui tình lắm? có ồn không nếu tôi gửi hoa cho bạn mỗi tuần này đi ơ này đi bạn đã đến rồi. Bạn có phải là tôi không? Ừ, tôi chỉ. Ồ, oh, tôi muốn giới thiệu nó với bạn. Đây là hàng xóm cũ của Cũng tôi. Cũng là chị tôi. Tên cô ấy là Kimi. Rất vui được gặp bạn. Xin chào Annie. Ồ, oh, tôi đang ăn trưa ở ngoài. Tôi sẽ quay lại và giúp bạn giải quyết nó sau. Sau khi gặp Kimi, chúng ta lại bên nhau. Chúng tôi từng ở trong đội bóng truyền của trường vì chúng tôi thích thể thao. Mối quan hệ rất tốt. Bây giờ chúng ta có thể tập thể dục cùng nhau lần nữa chúng tôi nói về mọi thứ tin tưởng lẫn nhau không có bí mật anh cũng hòa nhập vào cuộc sống của tôi hiện tại anh đang độc thân và chưa có bạn trai vì thế ngài luôn ở bên chúng ta xin chào ở đâu bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn chiếc xe thứ. ngọt ngào bị hỏng giữa chừng bạn có thể cho cô ấy đi nhờ được không được rồi cô ấy luôn nhờ tôi giúp đỡ mỗi khi có chuyện gì xảy ra được rồi nó ở đây xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bạn bạn trai của hui in gulen thực sự hạnh phúc cảm ơn không có gì vậy tôi sẽ rời đi trước tạm biệt Này, đã chờ đợi lâu lắm rồi. Được rồi, vừa bạn đến. Bạn đi đâu vậy? Bạn ở đây lâu chưa? Tôi đang định mua sản phẩm nâng ngực. Ô, bạn có dáng người đẹp như vậy, còn cần sản phẩm nâng ngực nữa Tất không? Tất nhiên rồi. Bạn không hiểu đàn ông ngày này nhìn cơ thể họ như thế nào ở sao? Ở nhà. Xin chào. Kenny, chào mừng. Tôi không hiểu rằng phòng của tôi sẽ không còn trống Bạn vào có thể tuần. giúp tôi nữa được không? Ôi. Tôi sắp gặp một khách hàng. Được rồi, để tôi xuống xe và giúp bạn ồ oh, được rồi được rồi cảm ơn xong ồ oh, cảm ơn bạn may mắn thầy có nếu bạn. không thì tôi không biết mình sẽ làm gì ôi oh, chuyện nhỏ thế thôi tôi sẽ lấy cho bạn một chai nước được chờ bạn được rồi tôi sẽ ăn xong không có vấn đề gì cả đợi một sau đỏ lấy một ít nước À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không 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 không. Nếu không thì hãy cởi quần áo ra và tôi sẽ sấy khô cho bạn. Nhanh lên như thế này. Nó phải rất gợi cảm. Tôi thực sự xin lỗi. Ô, bạn có dáng người đẹp quá. Ừ, Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Quà sinh nhật của tôi. Tôi là món quà của bạn. Đó là mong muốn của chị tôi. Lời chúc sinh nhật của Tất tôi. Tất nhiên là anh mong em yêu anh nhiều hơn. Tất nhiên là thế rồi. Nếu không thì tôi sẽ yêu ai? Wow, chiếc bánh này đẹp quá, có lẽ nào tôi đã đặc biệt mua bánh cho bạn? Ha ha. Vậy hôm nay bạn có vui không? Phải hạnh phúc. Ăn một mình. Bạn thấy đấy, anh ấy đã bắt nạt tôi. Sẽ tốt nhất nếu có em đi cùng anh vào mỗi dịp sinh nhật. Và những người chị tốt của tôi. Ha ha ha, hạnh phúc nhất. Chị gái tốt của tôi. Ừ, say quá. Không đời nào. Cho nó ăn. Không chơi thì ai uống. Này, này. Ai làm bạn phấn khích và ai làm bạn đau lòng? ai khiến bạn đôi khi muốn ôm anh ấy vào lòng ai quan tâm đến ước mơ của bạn ai sẽ hiểu suy nghĩ của bạn ai bị bạn làm rung động nếu một người phụ nữ luôn đợi đến tận đêm khuya nếu bạn hy sinh tuổi trẻ của mình mà không hối tiếc anh ấy sẽ thật lòng với bạn Bạn đang nói về cái gì vậy? Chị ơi nghe em giải thích nhé. Bạn đang nói gì vậy? Nếu em xứng đáng với anh thì anh sẽ không là em Mà Tôi là... sẽ chết chỉ cần nghĩ về nó. Tôi không thể nghĩ ra người tôi tin tưởng nhất và người chị tốt nhất. Cuối cùng cô ấy sẽ phản bội người tôi yêu vì cô ấy. Chỉ là phụ nữ dễ dàng thôi. Không ngờ họ tới... sẽ làm điều đó sau lưng tôi. Anh! đúng là bạn biết mọi người, khuôn mặt, nhưng Đàn không, ông biết không trái đáng tin. bạn nên yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến người khác. nhìn, bạn đối xử với mọi người. như mọi chị người em... nghĩ bạn chỉ là một kẻ ngốc. tại sao? hình dáng là tài sản lớn nhất của phụ nữ. tôi sẽ đưa cho bạn một cái gì đó. đặng đặng. điều gì đến từ? tôi sẽ kể cho bạn nghe về. tôi sự đã sử dụng rất hiệu quả. Nó chủ yếu được sử dụng để mở rộng. giúp ngực chúng ta giảm độ săn chắc căng mọng kiểu trên miệng này ngoài việc nâng ngực nó cũng có thể giúp nuôi dưỡng và duy trì tử cung của chúng ta sau đó thêm kem tính chất này nó dành cho việc nộp đơn vào tôi bảo bạn sự kết hợp của cả hai thật hoàn hảo cái này tốt không tất nhiên hãy nhìn sự khác biệt ở tôi bây giờ để tôi nói cho bạn biết sau đó tôi sẽ đi ra ngoài những người đàn ông đó không khỏi nhìn tôi thêm vài lần nữa